Xin chào các bạn. Sau khi Intel tung ra thị trường với hàng loạt chip CPU thế hệ thứ 7 vào mới đầu năm nay, thì các nhà sản xuất máy tính hàng đầu cũng đều rục rịch chạy đua trong cuộc đua công nghệ và để trang bị các CPU thế hệ mới này của Intel cho các phiên bản laptop nâng cấp. Và tất nhiên, Dell cũng không ngoại trừ trong số đó. Để nâng cấp cho dòng sản phẩm laptop Inspiron của hãng nhằm đáp ứng được nhu cầu hợp lý về giá cả cũng như hiệu năng máy, Dell đã có những cập nhật mới để tung ra cho mình dòng sản phẩm Dell Inspiron 5000 series, khiến nó trở thành một chiếc máy đa di năng có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vừa để làm việc, giải trí đa phương tiện và thậm chí là cả chơi game. Và không để dài dòng thêm nữa, nhân vật chính của chúng ta cho video lần này chính là Dell Inspiron 5567 phiên bản Core i3-7100U với các thông số là VGA Unwrapped, Intel HD Graphics 620, RAM 4GB DDR4 bus 2400MHz, màn hình gương Chulai 15,6 inch độ phân giải HD 1366x768 và ổ cứng 1TB, tốc độ vòng quay lên đến 5400 IPS. Vậy tại sao chiếc máy này lại được gọi là một chiếc máy đa di năng? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến đánh giá chi tiết cho chiếc Dell Inspiron 5567 này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn qua thiết kế. Dell Inspiron 5567 có thiết kế khiến chúng ta hồi tưởng lại các dòng máy Dell đời đầu với bề mặt sau được làm bằng chất liệu nhựa bóng. Logo Dell nổi bật nằm ở chính giữa và một điều đáng ngạc nhiên là dấu vân tay và các vết ố chỉ hiển thị được dưới ánh sáng trực tiếp, vậy nên nó giúp dễ dàng che đi khuyết điểm so với những chiếc laptop đời trước. Bản lề của chiếc Dell 5567 thì được làm chắc chắn và giống như các phiên bản trước. Tuy nhiên, nó mang khuyết điểm là có thể do bản lề được thiết chặt quá nên khi mở máy sẽ không được dễ dàng và bạn phải dùng hai tay để có thể mở được nó. Mặt dưới của Dell Inspiron 5567 thì được làm bằng nhựa đen thông thường, trông hơi thô nhưng nó vẫn có thể chấp nhận được với mức tầm giá. Cùng với đó là ống thoát khí nhỏ được nằm ở chính giữa phía trên. Với độ dài là 23,3mm, Dell Inspiron 5567 trở thành chiếc laptop mỏng nhất trong dòng sản phẩm Inspiron. Và tất nhiên, bạn có thể tìm thấy đầy đủ các cổng kết nối cần thiết và được phân bố đều trên chiếc máy này. Bên cạnh trái, chúng ta có một cổng sạc, một cổng LAN, một cổng HDMI, một jack âm thanh 3.5 và hai cổng USB 3.0. Và phía bên phải, bạn có thể thấy ngay đó là một đầu đọc thẻ SD, một cổng USB 2.0 và một ổ đĩa quang. Dell Inspiron 5567 cũng được trang bị cho mình một chiếc touchpad lớn và các phím click trò chuột khá rõ ràng. Với trải nghiệm của mình thì bàn riêng khá nhạy và có độ trò chuột chính xác cao. Tuy nhiên, các phím chuột trái và chuột phải thì hơi cứng một chút. Nó thật sự không đáng bận tâm lắm so với mức tầm giá này nên bạn không phải quá lo lắng vì vấn đề này. Về bàn phím, Dell 5567 vẫn trang bị cho mình một chiếc bàn phím full size với các phím cơ bản nằm ở phía bên trái, còn các phím số và phím điều hướng thì nằm ở phía bên phải. Vì thiết kế khá nhỏ, chỉ 15,6 inch nên việc trang bị cho mình một bàn phím full size như vậy dẫn đến các phím của nó khá là nhỏ so với mức thông thường. Điều này có thể khiến đôi chút trở ngại cho một số người dùng. Theo trải nghiệm 1 giờ để quen với chiếc bàn phím này thì mình thấy phím đều có độ bật tốt. Tổng quan lại thì dù bàn phím có hơi nhỏ nhưng nó vẫn đủ lớn để bạn có thể gõ phím một cách thoải mái. Tiếp đến, chúng ta cùng đánh giá về chiếc màn hình cho chiếc máy này. Dell Inspiron 5567 được trang bị cho mình màn hình Chulai 15,6 inch với độ phân giải HD 1366x768 cho hình ảnh rõ nét, góc nhìn rộng và nó tương đối sáng để có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, điểm trừ cho chiếc màn này có chăng là nó sẽ hơi khó nhìn nếu bạn sử dụng nó ở ngoài trời. Còn về âm thanh thì máy cũng không có điểm gì nổi bật. Dell Inspiron 5567 vẫn cho chất lượng âm thanh khá tốt và đáp ứng được cho nhu cầu giải trí, nghe nhạc của người dùng. Và sau đây sẽ là phần kết quả test hiệu năng cho chiếc máy này.
Tóm lại, Inspiron 5567 là một trong những sự lựa chọn cân đối với mức giá rẻ trên thị trường hiện nay. Với thiết kế vô cùng đẹp mắt, Inspiron 5567 có một cấu hình vật cứng tuyệt vời, các cổng trang bị đầu vào đầy đủ và thời lượng pin khá tốt. Cho nên, Inspiron 5567 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng. Trên đây là bài đánh giá cho chiếc laptop Dell Inspiron 5567. Mình là Xuân Bình, đến từ Phúc Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại.